Trong sáng ngày 17 tháng 1, công ty đấu giá danh Việt Nam VPI đã tổ chức đấu giá 3.500 bề số trong 5 khung giờ. Một khung giờ đã đấu giá 700 bề số đẹp của các tỉnh, thành phố. Một khung giờ đấu giá kéo dài 30 phút, người trả giá cao nhất sẽ sở hữu biển số của cuộc đấu giá đó. Đặc biệt, trong phiên đấu giá lần này xuất hiện hàng loạt biển số tam hoa siêu khủng như 30L13888, 21A19222, 49A66222 và 30K96888. Đây đều là những biển số siêu đẹp được nhiều người chơi biển số trên cả nước săn đón và có giá ước tính lên đến cả tỷ đồng. Kết thúc phiên đấu giá buổi sáng, biển số tam hoa 9 đẹp nhất Hà Nội 30K97999 được trả giá lên tới 1.945.000.000. Ngoài ra, các biển số tam hoa còn lại đều nhận về mức trả giá cao từ 40 triệu đồng trở lên và không xuất hiện biển số nào không có lượt trả giá. Người trúng đấu giá biển số xe ô tô sẽ nhận được thông báo trúng đấu giá và cần xác nhận biên bản đấu giá trong 120 phút.